Mặc dù là không nhớ gì về mẹ của tôi hết á, nhưng mà mỗi lần tôi có chuyện vui hay buồn gì đó, người đầu tiên mà tôi nhớ đến là mẹ ruột của tôi. Một bản hợp đồng tình yêu từ giả đến thật sẽ ra sao khi Hoàng già bắt đầu nảy sinh tình cảm? Sinh nhật của em, anh nhớ dẫn vợ anh theo đó nha. Đưa cô ta tới họp mặt cùng với thượng lưu, anh chắc chắn sẽ phải xấu hổ vì sự quê mùa của cô ta. Và thì Mỹ Linh bao lần tự làm đau mình chỉ bởi không cam tâm. Lại đi tìm tới người yêu cũ uống rượu như vậy, mối quan hệ vợ chồng đó có vấn đề gì không bình thường rồi ha? Cái gì á, đứt thì đã đứt, có cố nói lại thì cũng không thể như xưa được. Anh Hiển còn chưa từng coi chị là người yêu nữa mà. Ngọt ngào với những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Bên Bờ Hạnh Phúc, phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 trên truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVNLI.